Mấy ông ơi, mấy ông ơi, bà ba nha, mẹ là lại tôi đã đánh con mút phết này, mẹ cái con nhện qua cây ấy đấy, này con nó này, đấy, ô, đánh nó rồi à, hay vậy, đầu tiên đánh nó rồi, thế là sao ta, không phải tin nổi luôn nè. Không thể tin được. Đáng nhỉ. Ô kìa. Đó là một poster cho màn trình diễn mới nhất của Metatron. Chuyện bi thảm của hai ngôi sao yêu nhau, cách xa nhau bởi thủy triều số phận. Bùi Ngọc Huyền, idol kìa. Idol con khỉ nha mày. Nghĩa con Huyền này. Cả như đấy nó bắt đầu biểu diễn. Ôi bạn Huyền ơi. Huyền. Chán Huyền đấy. Ô, là con người. Mẹ mày đừng nên giết tao nhá. Có lẽ nào là tình đích trực của ta. Ôi bạn ơi, bị gay à bạn. Này không được. Nó mặc chưa nói. Trời ơi. Đừng hại tao nhá. Ôi tình yêu của tôi, làm ơn chạy đi. Ok, bố phải chạy đi. Vừa quay vào cấm chàng ở đây, con mẹ mày, con người phải sống xa nhau. Mẹ mày, mày có hát đừng hát ngay không hả? À? Kể cả nếu nó khiến em đau, hò nhốt chàng trong ngục tôi mặc tiền, và sau đó chàng sẽ chết rất nhiều. Đi con mẹ mày, thực sự buồn. Đi con mẹ mày, chàng sẽ chết. Con mẹ mày, mày bỏ bố mày ra, khóc khóc khóc. Đi con mẹ mày, trời ơi, thật buồn khi nó diễn ra. Thật buồn khi chạm nó trong buổi tối. Cha tạm biệt. Trời ơi. Ông bà. Ô không ra làm gì. Thì kiểu ta biết trong buổi tối. Một tối với cái đố vô cùng đê tiện. Nên tính ta đang sẽ bỏ mạng. Ô trời tiếng sốt. Có lỗ mà khủng khiếp. Bởi một cái chức năng tàn bạo khác nhau. Từ dư ô xanh má và tiếng ồn. Và chẳng phải đố các con vật. Ô đỏ trẻ. Ở chỗ nào thích có lệ ở mấy phòng trước đó. Đúng rồi. Thả nhập được chưa đúng chứ. Tuyệt. Ta không phải tốn thời gian đọc lại. Ô và chàng nhìn lên, nếu chàng không vượt qua trong vòng 30 giây, chàng sẽ bị tiêu rồi trên đường ơi. Thì như tuần nhập của ta quá là buồn đến mức không thể nhìn được cười. Chúc cười may mắn. Ôi, đã gục ngã. Cái đi con mẹ gì đây? Vậy đã được đi đâu thì đâu được. Ơ, gì mẹ. Đâu phải đường này. Đường nào đây. Chị mẹ cứ sinh điện này. Ôi. Ôi, tao rất tiếc, Cường sẽ chết. Cường ở tới đây. Họ đang đến gần. Bắt đầu ôi chân, ôi trời. Bất kỳ phút nào. Con mẹ mày bỏ ra. Đến ngồi mày. Đang. Coi chừng, sẽ cứu con, sẽ hack vào hệ thống tường lửa ấy. Ê, ôi không, sao lại xảy ra? Đã thất bại bởi chiến sĩ chân tay Amphis. Ôi chết 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 chết. Sao này, ôi chết từ từ. Từ từ từ, có vấn đề, có vấn đề. Đúng rồi, thôi nào. Mới cho được cuộc, ngươi sẽ không bao giờ đánh bại bọn ta. Bắt đầu bọn ta, à, công ngươi đã kết thúc, bây giờ hãy về nhà. Để bọn ta yên. Câu đố, kết thúc. Amphis đứng lên vậy, cô kia đó xanh lá là gì sao? Chúng đã ra tiếng, tôi sẽ chiến đấu với con vật. Chả cứ ngạc con vật đó. Là ta. Ta đi. Mình cho tấn công Ultra Spray mày thôi. Thì nó cưng, chẳng biết. Này điện thoại cưng. Tôi thật là đừng bắn máy. Này, này, giỏi thật tệ thật. Nhưng đừng lo. Có một thứ. Thứ cuối cùng cô đã cảm thấy con nhỏ con. Có thấy nút màu vàng. Lấy cái điện thoại ở menu tương tác của anh nó.
Bấm nút vào, nhấn tạch luôn, không có gì để của mê cho tôi. Thích đó cưng, chào tạm biệt. Ôi, ôi, với nhau rồi. Giới nhất nhé, giới nhân giết. Ở đây đây, bắn nào lại lại. Cứ đánh bại ta. Làm sao cưng này mạnh hơn ta nghĩ chứ là. Riêng nhìn nhìn nhóc mưa rộng của ta có đang làm tốt lắm. Chào chào cảm ơn con. Cái gì? Ủa không, ý ra là con là người duy nhất hoàn toàn mọi thứ một cách tuyệt vời. Chỉ em một số chương trình ngơ cả cho điện thoại con. Này nhiều cái gọi đã nhưng ta thể nói với con vài điều. Thế khi ta của con thật sự không, ta không thích bản thân mình cho lắm. Đã rất lâu ta không thấy thất vọng hoàn toàn, nhưng ta không thể làm bất cứ điều gì nếu không kết thúc và khiến mọi người thất vọng. Nhưng chỉ dẫn con bản thân mình sang vô dụng. Vậy cảm ơn vì ta đã giúp cho ta giúp con. Dù sao tao sắp sắp tới lõi. Chỉ như qua mình ta trong resort. Thế này, hãy kết thúc nó. Ok, mình nghĩ là mình sắp đang game rồi. Chắc nghe phim phần 4 rồi. Là kết thúc game rồi. Này, nói chuyện làm gì để dẹp ý nghĩa nhóc. Đừng nói lại với anh này nhé. Em nói tất cả thứ xin lỗi quan. Nếu chắc một nụ cười hay sao. Thế còn khí. Có xa này. Này, đang nghe nó có sắp tới nói. Còn muốn dùng gỡ ra một chút chuyện để con nữa rồi. Bận bên đây, để đội tắt. Ui hẹn hò, cha đã thế rồi. Vì thế, tình của nhóc sắp kết thúc nhỉ. Chắc nhóc đã rất muốn về nhà. Nói về cảm giác đó, Udo. Tuy nhiên, đôi khi tốt nhất là trân trọng những gì đã có. Thấy nhóc có ăn, thích uống, bạn bè, những gì nhóc cần, thực sự xứng đáng. À quên đi, ta sẽ cổ vũ nhóc. Này, ta kể nhóc một câu chuyện. Ta đã ở ngồi ngoài đó vào cái trường con người đã thật nhàm chán. Mái thay sâu thẳm trong khu rừng. Cái cửa lớn khóa, và nó hoàn hảo để chôn góc cửa. Một ngày ta có cửa, mỗi khi ta có cửa vào nói cốc cốc. Và đột nhiên, phía bên kia, ta nghe giọng phụ nữ. Ai thế? Tự nhiên, ta đáp. Chàng trai. Chàng trai nào? Chàng trai pha trò dở tệ. Sau đó cô ấy chỉ cười phá lên. Có phải đó là trò đùa tuyệt nhất trong năm mà ta tiếp tục đến và cô ấy tiếp tục cười. Cô ấy là khán giả tốt nhất ta từng có. Và sau ta là như vậy. Cô có cửa. Không có. Ta nói, ai thế? Bà già. Bà già nào? Không thể tin có phải hát hát cho. Không phải nói người phụ nữ này cực tốt. Đối tiếp tục vai trò với nhau hàng giờ. Cùng ta phải rồi đi. Hôm trước, nhưng cô ấy bảo khi ta làm vậy lần nữa chỉ có chuyện giờ khóc được cười qua cửa như từng lệ. À, bây giờ là cái San Toreo đúng không? Tuy nhiên, một ngày ta nhận thấy cô ấy không cười nữa. Có chuyện gì vậy? Sau đó cô ấy nói gì đó lạ lắm. Nếu có người đi quanh cửa này, cậu có thể hứa một điều được chứ? Quan sát họ và bảo vệ họ được chứ? Ta ghép phải dưới lời hứa và người phụ nữ đó ta thậm chí còn không biết tên, nhưng một người chân thành thích trò đùa nhạt nhẽo, chân thành chiến nhau không được nữa không. Nào thể nhiên cho nói không, nếu người ta tình ở quê, nó biết điều gì xảy ra nếu quê mình nào, bạn tốt, tao sẽ chết ở nơi nhau đứng. Sao ơi, tao tha mày, này, tôi đỉnh lên nhóc, chỉ đùa thôi, nhưng cảnh đó, nó không làm tốt công việc bảo vệ nhóc thì. Ý là nhìn lại bản thân mình đi. Tao vẫn chưa chết. Này, vậy đó nghĩa là gì? Tao đã sai. Còn mẹ, tí giờ như nào? Thế cơ mình. Nghe. À, đó là tất cả. Tụi đó cho mình đi nhóc. Vì đã thực sự quan tâm với nhóc đấy. Ôi dồi ôi, thằng con. Lưu kìa. Đi có gì nhãi nhỉ? Con mẹ có trâu à. Dịch chuyển tức thời. Hồ mết cha tròn. Có khí thế lạnh của khách sạn này khiến bạn thấy quyết tâm. Khách sạn có gì hay không? Khách sạn đấy có gì hay? U phòng à? Wow, vu lên. Có dùng chai biển. Có. Không bảo không thể. Hay. Mày u nào. Thang máy. Thang máy đang sử dụng.
Tại mình tới cửa hàng bánh mì Mr. John. Sao biết bánh mì kẹp hồi 14 thức ăn cắn. Hồi 6 FB. Legendary Hero mới chỉ là mà in mà Mr. John. Thật thế. Mình nghĩ là mình có 20 máu không? Mình chỉ cần mua mì kẹp ở biển, mì kẹp đất vai. 14. Đấy. Ok. Chúng mày lấp lánh. Anh nổi có chút ngoài lấp lánh à. Thì sao cái game vậy? Riêng cứ họ là ai? À, nó được cho là không ai. Ơi chán là không biết lắng người nhiều đó. Ủa các bạn ơi, tí tôi nào end game này tôi gặp có Flowey, có mẹ mày. Sẵn sàng chưa chứ là nó, thứ thằng máy lấy lên đỉnh của lõi. Anh không hoạt động, riêng. Ai à, phải đâu chứ? Chà được rồi, ta phải đi quay bên phải đi lên. Bên phải đây. Riêng. Được rồi, ở chỉ bên phía trước. Nó không chạy bản đồ cô. Thôi, tôi đi qua trái. Chán này. Tôi chưa tập sau sẽ chơi hết cái game này. Riêng. Ok, quan thì đi qua được rồi. À, quá chừng. Em kêu ở đâu nha? Magic bất giác khỏi mũ. Ừ. Dạ đi. Mà bỏ qua mất chốc và nghĩ về vấn hòa bình nào. Còn tăng thêm một E được đó. Wait. Magic thì thầm chửi hè. À, thì ra đã bắn mày nhá. Bắn mày giờ. Nhìn nào cho mà đâu. Đầu đuổi. Đầu có bấm thử nha. Cầu đuổi à. Dạ đầu 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 quế cười đuổi không ngừng nó suy yếu vậy ánh sáng của bạn chính cơ hỏi u quế bố mày sợ mày quá bố cân cả lò u đi bố mày nhớ nó bắt lạ nhìn đầu cầu góc nó suy yếu bởi ánh sáng của bạn chính cơ star ôi rồi ôi mẹ nó mạnh nghe là chị quả quả cầu bị mất khả năng. À, chuyện đó thì sao nhiều vật đấy thế? Ý của là không có vấn đề gì cả được chứ. Chúng ta chỉ cần đi về phía trước. Ok, đi về phía trước, đi về phía trước luôn. Đang. Có vẻ con không thể tiếp tục nếu không chạm tắt, nhưng có lẽ lo theo thứ tự cam, cam, xanh nước. Kiểu như, đi về đến cái thứ ba. Oh shit. Có 10 máu với nhỉ. Chết chết. Ôi trời con không chứ. Ôi đã chỉ lỗi cho tôi đã ra chỉ được sai. Chưa hiểu phải không? Hay là bên phải. Có nữa. Đã từ từ ừ. Từ đi qua phải. À đi qua phải đây. Hoặc các nghĩa qua đây đi lên. Cần ai chặn đường hát. À, bà du cũ nghe bắt đầu buồn ngủ nhắm mắt lại ui tình chứng choáng choáng lắm ui mạnh vậy đã 5 máu chúc ngon đi chúc bạn ngủ ngon hay đang nghe và đẹp môi rồi hát quên ngắm mắt một chút hay đang nghe nhưng câu chuyện buồn ca ca theo dõi nặng nè hát tiếp hát cũng phải chỉ là ngủ yeah. Đang cho cô ghi là hay đi phải mày rửa bố mày ăn đưa bố mày về cái đang lại đây giờ ok cô sẽ không bao giờ nữa cô tắt lý do cô đi qua cũng không tắt cô tắt chút không sao cô có thể kiểm soát sẽ tắt cho nó quẩy qua ok đi ra ui đang khoan dừng lại một điểm rượu bắn lên đồ, đồ đen không phải chứ cô sẽ tắt nó nữa ngừng mà tắt thì chẳng tắm rãi và dừng lại ok có chắc không bị thương à ui đang ôi trời có ra chứ phải giữ mình để lâu nhưng cứ ra ra chỉ là chỉ một chút thôi đang thế giới có thể điều của mọi thứ đều dễ quyền kiểm soát mẹ vậy tí bố mà chết ok con lên con không biết nữa thằng đó cái mở tự đồ của ta con xin lỗi cô phải đi đây.
Quái vật, tôi mong tôi không gặp có cái vật nào cả. Hết tiền. Mì kẹp trong thùng rác mày. Xem được. Một 2 HP, ok. 2 HP quá chị ấy, mình chỉ có 20 HP thôi. Mình có giết đâu, mình chơi Pacific Speed mà. Ừ. Không ai comment chán nhỉ. Không ai comment là sao, không ai comment là sao. 100 di thùng rác. Nhà nhặt đất của túi của tham lam của tôi trả người đã mất thì ngu dốt đi đâu không đi đâu. Ê tu hút không nhận lên không chọn mình chọn ta con này là con quái gì nhỉ. Ui 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 đòn đánh có thể mạnh ấy. Axim không quan tâm đến đánh nhau nữa. Axim ở đường gì này? Đi đâu? Rồi chấm đi đâu rồi? Đi lên đi lên. À đây rồi. Ba con này, biển thế nào phải đánh ba con? Wishala và Fenor Progress. Khủng bố ai? Quả chân ai Wish vào nó sẽ làm gì? Sẽ làm gì nó? Ui, uầy, uầy, uầy! Mẹ mày ghê vậy? Một tí mình về máu rồi. Mình mở mắt rồi ngay nhạo thì chết với bồn quay 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 sao bắt đang ghi lắc đầu đi xuống quay quay nó không muốn đánh nhau nữa ai trời tha này nhưng mà anh này đó không phải à, của tôi để tôi spare cho nó nhưng mà ui ê ê uầy ăn rồi kìa chi tiết kìa tùy mua mấy món kìa mẹ tôi đi sách để xong vào đây à parkour dối bà đang làm gì đó bị ẩn đâu đi ui nghe sao 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 dường như những trận đấu bẻ lại 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 đánh nhau tiếp này tôi đảm bảo đánh nhau tiếp Die Another Star Pit thêm một lần nữa mà ra sức ở trong tối ok đầu tiên là Cry ta phải hát hai lần này mắt dốc mình chỉ cần nhìn thôi nhìn ngon câu đuối ở trên này. Ui mạnh phết đây dạ mỗi đánh đánh 5.000 à. Ui như sao ra lại nhìn tiếp cầu sóc này ui mẹ nó đánh kinh thế à, nhiều đánh ra phải đánh con này đầu tiên tiết mẹ ngu dạ tôi ngu quá có sống được không có góc nào thì tôi bớt con này à, ở đây qua đây qua đây qua đây không chết qua đây không chết qua đây không chết ui hai màu hai Demolish the kẹp hết toàn đấy kẹp ăn các bạn thấy gì chưa? Các bạn thấy cái đảo gì chưa? Đã chi đoán ngay từ đầu rồi. Xung quanh. Tôi phải đánh vài tháng bài bằng mỗi giá. Đảo đùa. Ừ, thì phải đùa rồi. Nhưng mà yêu thật rồi còn không thì hơi phí quanh mình quanh vòng phải 2 giờ bỏ hy vọng là không
Mẹ đánh bao giờ hai con này đúng mạnh quá rồi. Game mẹ cái nha. Mẹ gặp may ba con gặp lời. Anh tôi thật. Đấy nó bao cái tôi nghĩ nha. Đánh thế thôi. Rồi cái chơi bọn này. Sàn lót này đầu tiên là tôi phải. Phải hăm dọa này. Nó có biết tôi cho cái vòng của đoàn này. Quá ngu thật sự vậy, càng đánh càng khó vậy đó, càng đánh đam để nào phát được nguyên một chỗ mà năm phát đi mẹ nó cay là tôi hết vào đồ ăn. Nó phải là vô ghi. Giờ tôi đầu tiên là phải đánh con này, cái con củ lửa này, đánh phải đây là phải khủng bố không? Đe dọa, tôi không sao. Vũ khí, sao nói? Đồ ăn rồi. Con mẹ tụi bay. Điểm khó ấy luôn. Điểm khó. Quay. Đừng thế đi. Hồi máu chùa. Tao không muốn đánh nhau. Ok là đánh nhau với mày luôn này. Về. Cứ thua này. Cái vậy đây. Mẹ khó vậy luôn. Game cay vậy. Anh em kiểu cảm cảm xúc của tôi không? Mẹ cay quá chịu. Game khó cái đấy sao này. Đầu tiên là chuyện cầu nguyện nó xong. Ê đánh hoa đánh bắt đầu. Ô cầu nguyện này người cao là người bạn tâm giao hơn. Có nghe anh liên thuyền về một tình yêu đắp trên bao có nghe thôi nghe. Thì là tôi chết mấy lần nhỉ? Chết mấy lần rồi? Tôi chết nhiều thế. Không phải tin. Rồi, đánh nhau con mấy con này phải cẩn thận. Kéo trở lại. Kéo trở lại. Hai kia càng khó mẹ. Ở đâu rồi? Cầu nữa rồi. Hay quá. Đi nào đi Astro có trở lại được không đi ăn tiếp ăn ui em ôi giời ơi thế chán ơi nhìn 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 giảm tấn công mới cho mấy cái đòn này không phải chấp nhận được vậy thì chính xác tại sao ở đây. Ok, một hai con nữa.
tiên là hai con này này biết phân tích đánh nhau con này, nên chỉ còn hát con này 2 lần, con kia không vấn đề, nhưng mà vấn đề là cái con này này quan trọng là vấn đề là cái con bóng bóng kìa đau vãi. Ừ. Đau vãi ngồi chinga chinga chinga. Ôi thôi, không chơi. Thôi là qua nhá, chúng ta skip nhá. Nghe nghe nghe. Thế anh thế thôi. Ok, bye bye mấy ông nhá. Bye mấy ông nhá. Nhẹ cay.